Ngoài Phương Oanh và Thu Quỳnh là hai cái tên vừa làm mưa làm gió với hương vị tình thân, thì Bảo Thanh chắc chắn là người luôn nằm trong top được yêu thích với quá nhiều dự án thành công trước đó. Thế nhưng, liệu mối quan hệ ở ngoài đời của các mỹ nhân này có đầy sự ganh đua như lời đồn? Từ Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê hay gần nhất là Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh và Thu Quỳnh luôn vào các tuyến vai đối đầu, xích mích với nhau hay thậm chí là có sự xô xát. Việc hai mỹ nhân đình đám thường xuyên vào vai ganh ghét, thù hằn và thể hiện rất ngọt trên màn ảnh khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mối quan hệ thật của cả hai. Tuy nhiên, trái ngược với sự căng thẳng trên màn ảnh, Thu Quỳnh và Phương Oanh ở ngoài khá vui vẻ, còn thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Vào ngày sinh nhật mới đây của Phương Oanh, Thu Quỳnh cũng chủ động đăng ảnh cả hai để chúc mừng tuổi mới của cô em, thể hiện sự cơm lành canh ngọt dù Hương Vị Tình Thân đã đóng máy. Chia sẻ với báo chí, Phương Oanh từng nói rằng cô rất trân trọng thái độ làm nghề của Thu Quỳnh, cả hai cũng luôn cố gắng để mang lại những cảnh quay chất lượng, chân thật nhất đến khán giả. Bảo Thanh Phương Oanh dù không đóng chung nhiều với nhau nhưng vẫn rất thân thiết ngoài đời, hai mỹ nhân thường đi ăn và dành thời gian để tâm sự với đối phương. Phương Oanh cũng từng công khai khen diễn xuất của đồng nghiệp là xuất sắc khi được phỏng vấn. Còn Bảo Thanh với Thu Quỳnh thì đã có dịp gắn bó với nhau qua vai chị em ruột trong bộ phim truyền hình quốc dân Về Nhà Đi Con. Tuy nhiên thời gian đó, cả hai lại vướng tin đồn bằng mặt không bằng lòng trên phim Trường Do không đăng ảnh cùng nhau và hiếm tương tác mạng xã hội. Thu Quỳnh sau đó đã từng lên tiếng giải thích về mối quan hệ này. Thực tế, tôi với Bảo Thanh không có Facebook của nhau. Không phải vì mình ghét bỏ hay là không quan tâm mà, bởi quan điểm của tôi và Bảo Thanh với nhau là không cần phải ồn ào, bình luận qua lại. Chúng tôi vẫn nắm được cuộc sống của nhau qua những cách khác như gọi trực tiếp cho nhau chẳng hạn. Đối với tôi thì không cần phải phô những mối quan hệ cá nhân nào đấy lên trên phương tiện truyền thông. Vì đều là những gương mặt nổi bật và nắm những vai diễn trọng yếu trong các tác phẩm gây được tiếng vang, thế nên khó tránh khỏi việc khán giả luôn so sánh và tò mò về mối quan hệ của các mỹ nhân VTV. Nhưng đôi khi mọi thứ không phức tạp như những gì mọi người nghĩ, các nữ diễn viên vẫn luôn dành cho nhau sự dĩ hòa vi quý khi hoạt động chung một sân chơi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.